có cảm thấy mệt mỏi với những cảnh tượng như thế này? Tình trạng ùn tắc giao thông đang ở mức báo động. Hay như thế này? Cảnh có đoạn ngập sâu hơn nửa mét. Các tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức hay Ung Văn Khiêm cũng ghi nhận ngập sâu tại nhiều khu vực. Và còn như thế này nữa? Rác cũ chưa được giải quyết thì rác mới đã chất chồng. Những điều trên có lẽ phần nào nói lên bức tranh cuộc sống hiện tại của quý anh chị. Thấu hiểu được những nỗi niềm đó, tập đoàn Khoa Lâm Group đã cho ra mắt siêu phẩm biệt thự nghỉ dưỡng làng nhiệt đới giữa ba tầng thiên nhiên, vườn, rừng, suối, đầu tiên tại thành phố Sương Mù Bảo Lộc, mang tên Dabola Tropical. Tiên phong phát triển theo mô hình ngôi nhà thứ hai để chăm sóc sức khỏe, Dabola Tropical là bản duet hoàn hảo từ sự thấu hiểu tuyệt tác thiên nhiên, nơi cao nguyên đại ngàn Bảo Lộc và cái tài tình trong khắc họa nhu cầu của giới tinh hoa ra phiên bản thực. Một thung lũng xanh cho phép hòa mình tuyệt đối với tự nhiên suốt 365 ngày. Vườn trong nhà, mỗi căn biệt thự đều sở hữu khu vườn nhiệt đới riêng, phủ xanh cây lá, mang hơi thở thiên nhiên len lỏi vào trong từng ngõ ngách của không gian sống. Nhà trong rừng, ngôi làng như một tác phẩm nghệ thuật bao bọc bởi cánh rừng nguyên sinh kỳ vĩ. Sắc xanh trong Dabola Tropical còn mang đầy đủ hương vị và âm thanh của thiên nhiên với sự đan cài dày đặc của cây tầng thấp, trung, cao, khoe sắc và rợp bóng mát mọi cung đường. Rừng ven suối, tọa lạc giữa rừng thông xanh nước và dòng suối thơ mộng với làn nước xanh màu ngọc bích. Đây là điểm giao thoa hoàn hảo cho ngôi làng thượng lưu với những căn biệt thự phong cách tropical. Của mình giữa ba tầng thiên nhiên, vườn, rừng, suối, Dabola Tropical sở hữu vị thế hiếm có và sẽ khó để có ngôi làng thứ hai như vậy tại quần thể Lộc Phú cũng như Bảo Lộc. Tìm đến Dabola Tropical, biệt thự nghỉ dưỡng ra đời với sứ mệnh mang đến cho cư dân thiên đường của sự bình yên. Dabola Tropical sẽ nâng niu sức khỏe, gia tăng tuổi thọ, đưa chủ nhân chạm tới những giá trị chân thiện mỹ mà một đời người tìm kiếm. Nhanh tay sở hữu ngay những căn biệt thự vô giá với số lượng giới hạn. Gọi đến số hotline 0886 309 309 ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tham quan Dabola Tropical. Dabola Tropical là nhiệt đới giữa ba tầng thiên nhiên.